Vâng. Đây em bán vào đây tốt đây. Bán vào cái này đi. Nhau rồi. Đây. Để anh lên anh. Ông ngắt cầu dao rồi à? Hôm trước giải ba được mấy lít anh Lâm? Hôm trước được mấy lít? Được vào tranh ba thay... À ừ nhờ. Anh đá cho ấy nhờ. Anh đá cho ấy. Căn bản giải này tổ chức thì không có trọng tài nó khó đúng không? Đá nó khó. Thấy đầu chưa?
Xa nhá. Cái dây nguồn ở trong cái cam cơ mà. Thằng bòi này. Thấy chưa? Đấy. Từ từ, từ từ. Cái gì ba? Ai lại ấy? Bà có sẵn dây lấy, không ấy bà phải đi mua ấy. Bọn cháu có tiền đâu mà đi mua dây điện. Bà không vào chỉ cái tiền chứ. Đưa cái hộp kia cho anh. Đưa cái hộp kia, hộp phụ kiện đấy. Hộp kỹ thuật đấy. Hộp kỹ thuật đâu rồi? Kiếm dây thép đi em ơi. Mày vặn cái này vào làm gì đấy? Mày vặn cái này vào làm gì? Đưa cái đấy đây cho anh. Kìm với tô vít nữa. À, ốc với lại tô vít. Vào bật điện luôn anh em nhá. À từ từ, để anh ấy đã. Cái gì bà? Cái nhưng mà hôm nay nó cháy lâu không bà? Nó cháy từ buổi sáng à? Nhưng hôm đấy bà cái của bà cũng ăn cột đấy à? Cái điện của nhà bà ấy. Hả? Wi-Fi không?